Bản đồ tiếp cận DMAP là một ứng dụng trên điện thoại thông minh do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD xây dựng. Hiện nay, DMAP được Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP Việt Nam tài trợ. Ứng dụng hướng đến việc lưu trữ và cung cấp thông tin về mức độ tiếp cận, mức độ thuận tiện của các địa điểm hay công trình công cộng dành cho tất cả mọi người, nhất là những người có khó khăn về di chuyển, người khiếm thị, v.v. Chỉ cần mở ứng dụng, gõ tên hoặc địa chỉ cần đến, Bộ sẽ biết được nơi đó người sử dụng xe lăn có đến và vào được bên trong hay không, lối vào có bậc thềm hay không, cửa ra vào có đủ rộng hay không, khu vực tiếp tân có chỗ tiếp người sử dụng xe lăn hay không, nhà vệ sinh có thuận tiện cho người sử dụng xe lăn hay không, để Bộ có thể chủ động trong việc đi lại và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Còn đối với người không khuyết tật, Bộ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên, nếu Bộ chọn đồng hành cùng DMAP, Bộ đang thể hiện sự quan tâm của mình đối với người khuyết tật, đồng thời sẽ biết được tầm quan trọng của vấn đề tiếp cận đối với người khuyết tật. Mỗi lần Bộ đến một địa điểm nào đó và mở ứng dụng lên, cập nhật thông tin địa điểm đó lên trên ứng dụng là Bộ đang góp phần giảm bớt sự khó khăn và tạo điều kiện thuận tiện cho người khuyết tật. Bộ cũng có thể tham gia vào các hoạt động online và offline với DMAP. DMAP không chỉ là một ứng dụng dành cho người khuyết tật, mà còn là ứng dụng dành cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai, phụ huynh có con nhỏ và dành cho tất cả chúng ta. DMAP kỳ vọng ngày càng có nhiều địa điểm công cộng được chính cộng đồng cập nhật lên trên ứng dụng và được chính cộng đồng sử dụng. DMAP nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ già đi, ai rồi cũng sẽ có những khó khăn trong cuộc đời mình, và lúc đó chúng ta sẽ cần đến DMAP.